Đó, các bạn thấy xài cực kỳ không, mình đã ghê không. Vừa xin chào tất cả các bạn và bà con cô bác mình ha. Đó, thì hôm nay mình tiếp tục đi thu hoạch dừa các bạn. Đó, thì mình vô cái vườn dừa này nè, thấy người ta trồng với lại người ta chăm sóc cái vườn dừa này đạt hiệu quả rất là nhiều luôn á. Các bạn thấy trái, cái trái khủng ghê không? Đó thì cũng như các bạn biết cái tình hình dịch bệnh của mình á, của tỉnh mình á, hiện tại rất là phức tạp luôn. Cho nên nó ra đường rất là ít, mình đi thu hoạch dừa cũng rất là ít nữa chứ không có nhiều. Thì khi nào mà mình có quay lên đi thu hoạch dừa, mình quay lên được thì mình chia sẻ cho bà con quét mình cùng xem. Thì đây là cái vườn dừa người ta canh tác nè các bạn. Đó, toàn bộ cái này là mã lại bầu không ha. Đó, thì cái giá dừa hiện tại này bây giờ nếu mà đốn tại vườn giá khoảng 45.000 chục trở lại nha các bạn. Đó, tại vì nói chung là do tình hình dịch bệnh cho nên dừa nó hơi rẻ là vậy đó. Nếu mà dừa này mà không có dịch á, bệnh á, thì cái giá dừa này còn rất là ngon. Thì các bạn thấy người ta canh tác nè, mương liếp đồ các bạn thấy không, rất là đẹp luôn đó. Các bạn thấy không, cái bề ngang mương chỉ có 1 mét thôi các bạn thấy không, còn mặt liếp này á là 5 mét nè. Nó thì cây cách cây thì 6 mét, nhìn rất là đẹp luôn. Này là nó có trái hết rồi, để mình quay cho các bạn xem ha. Kỳ luôn, giờ cũng chiều rồi nha các bạn. Chiều rồi mà mình còn đi hái dừa, các bạn thấy giờ là 3 giờ rưỡi rồi, cũng chiều rồi, cho nên mình đang thu hoạch dừa. Cho nên mình sẵn mình quay lên đây mình chia sẻ cùng các bạn và con bác mình. Rất là đẹp luôn. Cái vườn dừa này một mẫu mấy rồi nha các bạn. Quá đã, nhìn đã ghê luôn. Các bạn thấy trái dừa con ở trên cũng rất là nhiều luôn. Thì cái dừa mã lai bầu này nói chung là nó có trái là các bạn phải chịu khó câu lên ha. Thì trái đầu mùa á, trái đôi trái chiến á, thì các bạn chịu khó câu lên thì mình mua dây lông đen các bạn, mình câu lên thì nó sẽ chẳng có tốn thời gian gì hết. Đẹp không? Nó dừa này rất nhiều luôn, thì người ta canh tác phải nói là dừa này rất là đẹp luôn. Thì mình cũng nói thẳng luôn, thì bà con cô bác mình và các anh chị em các bạn gì đó, thì nhiều khi các bạn hỏi mình rải phân gì hay là xịt thuốc gì mà trái nhiều hay trái ít gì, thì mình nói thiệt cũng thẳng luôn. Thì phân thì có rất là nhiều loại phân, thì mình chia sẻ cũng không có nhiều không được đâu. Với lại thuốc thì cũng rất là nhiều loại thuốc. Thì nếu mà mình chia sẻ loại thuốc này á, hay là các bạn về xịt không hay, thì những người kia chia sẻ loại thuốc khác về xịt hay chẳng hạn đi, thì nó công phiền lắm các bạn. Cho nên chỉ có cách là các bạn chăm sóc cái vườn dừa mình cho thật tốt thôi, và tìm hiểu về thuốc và phân các bạn rải thôi. Thì mình cũng nên khuyên các bạn đừng nên để trái nhiều quá, khoảng một buồng dừa 150 trở lại là được rồi. Cũng tùy theo các bạn, chứ không phải là mình nói bạn các bạn để 150 các bạn cắt bỏ hết ha, thì cũng tùy theo cây dừa mình thôi. Nếu mà cây dừa mình tốt thì mình vẫn để bình thường, không sao hết. Thì mình đang đi thu hoạch đây, rồi sẵn mình quay cho bà con quét mình xem đây. Chứ còn mỗi ngày mình thì chỉ giờ dân đi bẻ dừa mướn thôi các bạn, chứ mình không có mà làm cái gì lớn lao hết. Mình chỉ chia sẻ những loại dừa nó đúng với cái sự thật, để cho các bạn và bà con cô bác mình á, có trồng được một cái loại dừa nó tốt và chất lượng, để mà nhiều khi thu nhập, nhiều khi những người bạn ở thành thị hay gì về muốn trồng dừa hay gì đó thì cũng tìm hiểu được, cũng biết một cái nguồn thu nhập nó loại dừa nào bán ngon và không ngon, và trồng nó ngon. Và đặc điểm nữa, các bạn đi mua dừa giống nữa, khi mà các bạn mua dừa giống đâu phải á là ai cũng thật đâu các bạn. Mình nói thiệt luôn á, mình chia sẻ lên trên này nè, cũng có nhiều người nói mình này kia nọ đủ thứ hết á. Còn dừa giống cũng vậy, không phải ai cũng thật. Cho nên
cái giống dừa này mua á, tuy rằng mình chia sẻ lên đây cái giống dừa này rất nhiều nhưng mà mình có ít ít rất bán giống dừa, với lại mình cũng không có đất đâu trồng dừa mà mình bán giống nữa đó, cho nên bà con cô bác mình thông cảm chuyện đó. Thì mình mỗi ngày mình chỉ dân đi hái dừa mướn thôi, nói chung là vậy đó, dừa rất là đẹp. Wow, trời, dừa trái thì dừa tơ bắt buộc các bạn phải câu lên ha, chứ nếu mà không câu lên thì nó sụ xuống, cái bẹ nó cũng sụ luôn, thì nó cây dừa mình mất sức thì nó ổn lắm các bạn. Trồng dừa thì phải chăm sóc các bạn, mình chăm sóc nó thì nó sẽ cho mình trái nhiều thôi. Rất đẹp luôn, mình đang xài cái điện thoại cùi bắp các bạn, cho nên mình quay nó không có đẹp cho lắm, không có đẹp, với lại không có trong á, thì mong các bạn bà con quán mình có xem thì đừng có chê ha. Thì dân đi bẻ dừa mướn thôi, không có tiền đâu mà mua điện thoại mất tiền để mình quay các bạn, mình chỉ quay cái điện thoại thường cùi bắp thôi đó, mình chia sẻ lên đây. Với lại mình cũng thẳng luôn, mình làm qua cái kênh này, YouTube này mình không có lãnh được 1.000 nào hết, mình cũng nói thẳng luôn đó. Mình chỉ là làm cho vui thôi, mình đi bẻ dừa hàng ngày á, mình thấy những vườn dừa, những cái bà con cô bác mình trồng dừa tầm bậy tầm bạ rồi đi mua dừa giống tầm lum tầm la rồi nó không có đúng, rồi thấy người ta tội nghiệp, rồi mình mới lên những cái làm thành lập cái kênh này để mình chia sẻ những cái loại dừa, những giống dừa nào bán ngon và thu nhập tốt thôi. Thì bà con và cô bác mình á, nếu xem kênh thấy chia sẻ hay thì đăng ký kênh ủng hộ vườn dừa mình, cảm ơn rất nhiều. Ê, con rắn lạnh, con rắn kia đó, nó bò đó. Rắn gì trời, được không? Ừ, thì cái video mình xin kết thúc tại đây. Thì bà con cô bác mình nếu mà thấy những chia sẻ hay thì đăng ký kênh ủng hộ vườn dừa mình, cảm ơn rất là nhiều ha. Đó, thì hiện tại mình đang thu hoạch dừa, có con rắn ở trong cái chạy ra bự quá, nó thả đi mày. Thấy rắn gì trời? Đó, các bạn thấy dừa không, cực kỳ đẹp luôn. Thì hiện tại mình đang thu hoạch ha, đó thì đây nè, mình đang thu hoạch thì mình quay lên đây mình chia sẻ với con bác mình. Giống gì trời? Thì mình xin kết thúc cái video tại đây ha. Thì chúc các bạn và bà con quát mình thật là nhiều niềm vui, cũng thật nhiều sức khỏe ha.